Chào tất cả các em, cô là cô Linh, rất vui vì được gặp lại tất cả các em. Chúc các em có một tuần mới, sức khỏe tốt và học tập thật tốt nhé. Khi vào bài học của ngày hôm nay thì cô muốn nhắc lại một số lưu ý khi học tập trực tuyến. Đó là các em cần có sách giáo khoa, ở máy tính hoặc điện thoại đã cày sẵn chương trình. Nhớ nhấn nút tạm dừng để có thêm thời gian suy nghĩ, trả lời, hỏi cô và các bạn khi mà mình cần những cái câu hỏi chưa hiểu. Làm bài tập đầy đủ, và chúng ta cố gắng học tập thật nghiêm túc Chúc các em có một ngày học tập thật vui vẻ và ghi nhớ kiến thức thật lâu Bài học của tuần này là chúng ta sẽ ôn lại về các câu lệnh lập cũng như là thực hành bài tập để hiểu rõ hơn cách thức hoạt động của các câu lệnh lập nhé. Trước tiên à, vào bài thực hành thì chúng ta sẽ cùng ôn lại các kiến thức cũ. Cú pháp của câu lệnh lập for do là gì nào? for biến đếm hai chấm bằng giá trị đầu tu giá trị cuối do câu lệnh chấm phải trong đó chúng ta biết rằng biến đếm à, là biến kiểu nguyên giá trị đầu giá trị cuối là các giá trị nguyên còn câu lệnh thì có thể là câu lệnh đơn giản hoặc là câu lệnh ghép vậy khi sử dụng lệnh lặp for do thì số lần lặp sẽ được tính như thế nào số lần lặp sẽ bằng giá trị cuối trừ giá trị đầu cộng 1. Với lệnh lập why do thì như thế nào nhỉ? Cú pháp của câu lệnh lập why do. While điều kiện do câu lệnh chấm phải. Và cách thức câu lệnh lập while do thực hiện. Bước 1 là sẽ kiểm tra điều kiện. Bước 2, nếu điều kiện sai thì câu lệnh sẽ bị bỏ qua và việc thực hiện lệnh lập kết thúc. Còn nếu điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh và quay lại bước 1. Như vậy là chúng ta vừa mới ôm lại kiến thức À, của câu lệnh lập for do và câu lệnh lập while do. Chúng ta cùng xem một số bài tập nhé. Trong các hoạt động dưới đây thì hoạt động nào là lập với số lần mà chưa biết trước? À, tính tổng các số tự nhiên từ 1 đến 20 nè. Nhập các số nguyên từ bàn phím cho đến khi đủ 50 số. Mỗi ngày học bài 2 lần. Và nhập vào một số cho đến khi số nhập vào là số chẵn thì dừng. Chúng ta thấy ba câu A, B, C Đều là các hoạt động lập với số lần đã biết trước. Như vậy, chỉ có câu D là hoạt động lập với số lần chưa biết trước. Rồi, câu số 6. Hãy chỉ ra lỗi trong các câu lệnh sau đây. À, câu A nè, chúng ta xem lỗi ở đâu nhé. Câu B và câu C. Câu A à, ở đây dư dấu à, hai chấm. Do phép so sánh thì không có dấu hai chấm. Câu B thiếu dấu chấm, hai chấm. Ở đây là phép gán. Và câu C uh, vì đây là câu lệnh ghép cho nên thiếu cặp từ khóa begin và end. Câu số 7, đoạn lệnh sau cho kết quả là gì? for y hai chấm bằng 1 từ 9 do print y. Nó sẽ in ra các số từ 1 đến đến 9 chúng ta cùng xem coi kết quả đúng không nhé rồi như vậy là cô vừa mới ôm lại cho tất cả các em uh, các kiến thức cũng như là nội dung của câu lệnh lập với số lần biết trước và câu lệnh lập với số lần chưa biết trước for do và while do chúng ta cùng qua các bài tập thực hành nhé bài tập đầu tiên uh, viết chương trình tính tổng của n số tự nhiên đầu tiên vn là số tự nhiên được nhập từ bàn phím có nghĩa là chúng ta sẽ tính 1 cộng 2 cộng 3 cộng cho tới số n Xem cái tổng nó sẽ ra kết quả bao nhiêu Như vậy input và output của bài toán này là gì? Input là số tự nhiên n Còn output là tổng của các số từ 1 đến n 1 cộng 2 cộng 3 cộng cho đến đến n Vậy thì ý tưởng của bài tập này như thế nào? Đó là dùng một biến s để lưu giá trị của tổng và một cái biến đếm Y sẽ có giá trị từ 1 cho đến N. À, đầu tiên, chúng ta gán cho biến S bằng 0. Mỗi lần lập, biến S sẽ được cộng lần lượt các giá trị của Y, có nghĩa là cộng 1, cộng 2, cộng 3, cộng cho đến N. Như vậy, cuối cùng, chúng ta sẽ có một cái tổng S bằng 1, cộng 2, cộng 3, cộng cho đến N. Đây chính là chương trình tính tổng của N số tự nhiên đầu tiên. Chúng ta cùng theo dõi nhé. Ở đây, cô khai báo ba biến, là biến N, biến Y và biến S kiểu dữ liệu là integer khác trong sách giáo khoa một chút xíu sách giáo khoa khai báo biến s kiểu login để nó có một cái trường giá trị lớn hơn chúng ta nhập vào cn rồi khởi tạo biến s bằng không biến đếm y sẽ nhận giá trị từ 1 đến n mỗi lần lập như vậy thì biến s sẽ được cộng thêm giá trị của y và cuối cùng chúng ta sẽ có tổng của n số tự nhiên chính là s và nếu như chúng ta nhập s À, N bằng 5 thì chúng ta có tổng S là 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 sẽ bằng 15 Hoặc chúng ta nhập N bằng 6 Chúng ta sẽ có tổng là 1 cộng 2 cộng 3 cộng đến 6 sẽ bằng 21 Ở đây cô nhập N bằng 5 Như vậy tổng của 5 số tự nhiên sẽ là 15 Tương tự như vậy chúng ta sẽ có bài tập số 2 Là viết chương trình tính tích của N số tự nhiên đầu tiên Với N là số tự nhiên cũng được nhập từ bàn phím Input là số tự nhiên n và output là tích của các số từ 1 đến n. Chúng ta chỉ thay đổi một chút xíu thôi. À, đó là một cái tích với giá trị khởi tạo là một. Vì sao nhỉ? Chúng ta đã học rồi. Nếu như chúng ta khởi tạo giá trị P bằng 0 thì kết quả cuối cùng cũng sẽ cho chúng ta là số 0. Vì không nhân với bao nhiêu cũng bằng 0. Và chúng ta chỉ cần thấy dấu cộng bằng dấu nhân đó là P bằng P nhân Y. Cô cũng nhập N bằng 5. Như vậy cô có tích của 5 số tự nhiên là 1 x 2 x 3 x 4 x 5. Chúng ta sẽ có P bằng 120. Chúng ta nâng bài toán của mình lên một chút xíu ha. Nâng cao một xíu là viết chương trình tính tổng của các số chẵn từ 1 đến N. Có nghĩa là nếu mà chúng ta nhập N bằng 7 à, thì sẽ số chẵn từ 1 N có số 2, số 4 và số 6. Thì chúng ta sẽ được tổng là 12. Rồi, như vậy thì ở đây cô thêm một cái câu lệnh điều kiện đó là if y mod 2 bằng 0 có nghĩa là chỉ những số nào mà chia hết cho 2 thì mới được cộng vào cái tổng. Cho nên đây cô nhập n bằng 7, chúng ta thấy tổng các số chẵn từ 1 đến 7 có nghĩa là 2 cộng 4 cộng 6 sẽ cho kết quả là 12. Tương tự như vậy, các em sẽ làm cho cô bài tập tính tích của các số lẻ từ 1 đến n. Đó, với n cũng là số tự nhiên được nhập từ bàn phím. Có nghĩa nếu chúng ta nhập n bằng 6 thì tích từ 1 đến n là từ 1 tới 6. Từ 1 tới 6 là có 3 số lẻ là 1, 3, 5. Thì 1 x 3 x 5 sẽ ra kết quả là 15. Bài này các em tự suy nghĩ, tham khảo bài số 3 để chúng ta thực hành nhé. Như vậy là cô vừa mới hướng dẫn cho mình một số cái bài tập về câu lệnh lập với số lần biết trước là for do. Chúng ta cùng qua các bài tập với số lần lập mà chúng ta chưa biết trước là Wow đúng Bài số 5 Viết chương trình tìm số n nhỏ nhất Sao cho tổng à, 1 cộng 2 cộng cho tới n lớn hơn 23 Như vậy rõ ràng ở đây chúng ta chưa biết n bằng bao nhiêu cả Và chúng ta phải đi tìm cái con số Để mà 1 cộng 2 cộng cho tới n lớn hơn 23 Thì chúng ta in ra cái con số n đó Như vậy cái thuật toán của bài toán này như thế nào nhỉ? À, đầu tiên cái biến S của chúng ta là bằng 0 nè Cái biến tổng bằng 0 N được bắt đầu từ từ 1 nếu mà S nó vẫn bé hơn hoặc bằng 23 Tại vì nếu nó lớn hơn 23 thì chúng ta đã dừng rồi Thì đến bước 3 chúng ta tiếp tục làm Ngược lại đến bước 4 thì chúng ta dừng và in ra số N nhỏ nhất Và ở đây tại sao chúng ta lại in ra N 1 Lát chúng ta xem nhé à, Nếu mà S bé hơn 23 thì cái tổng sẽ được cộng thêm vN N N được tăng lên một đơn vị rồi vì N nó bị tăng lên một đơn vị sau khi mà mà S được kiểm tra cho nên chúng ta in ra số n 1 là coi chương trình nha rồi ở đây cô khai báo hai biến biến n và biến s biến s khởi tạo là không biến n bằng 1 và nếu như s bé hơn hoặc bằng 23 ba, à, thì chúng ta cộng vào cộng vào s sẽ bằng s cộng n n tăng lên một đơn vị à, cô ví dụ nha bây giờ chạy thử nè đầu tiên là s bằng 0 n bằng 1 thì không vẫn bé hơn hoặc bằng 23 nên s sẽ bằng 0 cộng 1 là 1 n tăng lên 1 đơn vị là n bằng 2 s đang bằng 1 bé hơn hoặc bằng 23 cho nên s sẽ là 1 cộng 2 là 3 n lại tiếp tục tăng lên 1 đơn vị cứ làm như vậy cho đến khi s nó lớn hơn 23 thì chúng ta sẽ dừng và đây bởi vì biến n nó bị tăng lên 1 đơn vị cho nên chúng ta khi in ra chúng ta phải giảm n đi rồi như vậy chúng ta có số n nhỏ nhất để tổng lớn hơn 23 chính là 7 và tổng đầu tiên lớn 23 có nghĩa là 1 cộng 2 cộng 3 cộng cho đến 7 sẽ ra 28 28 chính là con số đầu tiên lớn hơn 23 như vậy chúng ta đã tìm được số n bài tập tiếp theo là chúng ta viết chương trình tìm số n bé nhất để 1 phần n bé hơn 0.15. À, những cái bài tập 5 và bài tập 6 này cô đã giảng cho các em ở tiết lý thuyết rồi. Chúng ta ở đây chúng ta cùng tìm hiểu thêm để mà thực hành thôi nhé. Rồi, như vậy ở đây chúng ta chỉ khai báo duy nhất một biến n. Đầu tiên là n bằng 1 và trong khi mà n 1 phải n lớn 0.15 thì chúng ta lại tiếp tục tăng biến n lên. Và bài này khác bài trong sách giáo khoa một chút xíu là chúng ta lấy trực tiếp 1 phần n để chúng ta tính luôn. Cho nên khi chúng ta in ra số n nhỏ nhất thì n nó không bị giảm đi, đi một đơn vị. Và sau đó chúng ta in ra 1 phần n đầu tiên ha, là cái con số mà nhỏ nhất đầu tiên mà nó bé hơn 0.15. Như vậy số n nhỏ nhất để 1 phần n bé hơn 0.15 là 7 và 1 phần n đầu tiên bé hơn 0.15 là 0.143 Như vậy là cô vừa mới uh, giảng thích cũng như là hướng dẫn cho các em các cái bài tập để mà chúng ta cùng ôn về câu lệnh lập for do và câu lệnh lập while do. Uh, các em xem video nhiều lần để hiểu bài nhé. Thực hành bài tập 4 ở slide 18 và bài tập 5 ở slide 20-21. Lưu bài với tên là tên học sinh gạch dưới uh, bài 4 và tên học sinh gạch dưới bài 5 ví dụ như bạn tên An thì sẽ là An xếp Gạch B4 à, với mỗi bài thì các em chụp cho cô một màn hình chương trình cộng với một màn hình kết quả nghĩa là khi cô giảng dạy á, cô hãy nói là một cái màn hình xanh và một màn hình đen và gửi bài làm đến cho cô hạn chót nộp bài là ngày 24 tháng 2 nhé à, các em có thể gửi bài về gmail hoặc là gửi bài qua zalo cho cô và mọi thông tin cần thiết thì các em có thể liên hệ với cô qua số điện thoại hoặc gmail nhé chúc các em uh, có một cái tuần học tập và làm việc uh, thật là vui cố gắng làm việc chăm chỉ nhé cảm ơn các em đã theo dõi video